Chào chị Như Anh. Xin chào Việt Nam. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023, tức mùng 3 Tết. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Thành phố Cần Thơ họp mặt người qua mừng Xuân Quý Mão 2023. Năm nay, bà con cụ lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt đón một mùa xuân sung túc và trọn vẹn hơn sau những kết quả thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Tục xin chữ đầu năm mới, nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt Nam với ước vọng xin được con chữ cầu may mắn, sự nghiệp thăng tiến, sức khỏe dồi dào, gia đạo an vui, mọi điều hanh thông trong năm mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, hôm qua, Hội Bảo trợ Hoa Văn Cần Thơ họp mặt người qua thành phố Cần Thơ mừng Xuân Quý Mão 2023. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Hoa Cường, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Hội Bảo trợ Hoa Văn thành phố Cần Thơ đã nỗ lực làm tốt vai trò phát triển cộng đồng người qua Cần Thơ, đoàn kết, chăm lo sự nghiệp giáo dục và công tác từ thiện xã hội. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, khái quát những kết quả đạt được về kinh tế xã hội của thành phố trong năm qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp thiết thực của bà con cộng đồng doanh nghiệp người Hoa, khẳng định thành phố luôn tạo mọi điều kiện bình đẳng để các dân tộc cùng phát triển. Mong rằng thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp người Hoa tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng chính quyền địa phương và nhân dân thành phố, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Dịp này, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 75 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Phát huy thế mạnh về sản xuất cây ăn trái, thời gian qua, huyện Phong Điền quan tâm thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân, qua đó giúp cho việc sản xuất và tiêu thụ cây ăn trái không chỉ tăng về quy mô diện tích mà chất lượng sản phẩm cũng không ngừng được nâng lên, vừa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, vừa từng bước chinh phục thị trường ở trong và ngoài nước, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống cho bà con nhà vườn. Toàn huyện Phong Điền hiện có hơn 8.600 hectare diện tích vườn cây ăn trái. Trong đó có trên 282 hectare được công nhận việt gáp và hơn 19 hectare được chứng nhận lô banh gáp. Năm 2022, tổng sản lượng thu hoạch đạt trên 100.000 tấn, đạt hơn 101% kế hoạch. Đặc biệt, hiện trên địa bàn có một sản phẩm được công nhận thương hiệu là rau Hà Châu Phong Điền và 6 sản phẩm cây ăn trái chủ lực được công nhận nhãn hiệu hàng hóa, đã mở ra hướng đi mới cho các loại cây ăn trái của địa phương. Được công nhận nhãn hiệu hàng hóa vào cuối năm 2021, sản phẩm vú sữa của hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A đã có bước tiến mới, đầu ra luôn ổn định và được ký kết với hệ thống siêu thị và các công ty xuất khẩu. Được cái nhãn hiệu hàng hóa, được cái việt gáp, logo gáp thì các công ty vô nhiều để là liên hệ ký hợp đồng thu mua cái đầu ra cho hợp tác xã. Thì tổng sản lượng ước năm nay thì khoảng 250 tấn. Thì trong đó là xuất khẩu và bán cho các siêu thị khoảng 50 tấn. Bà con mà bán cho xuất khẩu ấy, thì bình quân nó khoảng 40.000 một ký. Còn bán cho cái thương lái thì từ 25 tới 30.000. Xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất, đồng thời là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới kiểu mẫu. Tính đến cuối năm 2022, huyện Phong Điền có 2 sản phẩm được thành phố chứng nhận ô cốp hạng 4 sao. Trong đó có một sản phẩm cây ăn trái là sầu riêng, thuộc tổ hợp tác sản xuất sầu riêng Tân Thới, xã Tân Thới. Khi chứng nhận được cái ô cốp thì được rất nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp biết tới cái sản phẩm sầu riêng Tân Thới, và các doanh nghiệp cũng mong muốn được ký hợp đồng và bao tiêu sản phẩm cho sầu riêng Tân Thới. Sắp tới đây thì mình sẽ được chứng nhận mã vùng trồng, và định hướng của tổ hợp tác sản xuất sầu riêng Tân Thới sẽ nâng lên cái chất lượng lô bồ gáp để tiến tới những cái thị trường khó tính, giúp cho bà con có một cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Thời gian qua,
Để giúp các sản phẩm cây ăn trái chủ lực nâng cao tầm giá trị, chất lượng sản phẩm, huyện Phong Điền đã chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức tập huấn hỗ trợ nông dân về giống, kỹ thuật, quy trình sản xuất, chế biến, tăng cường đào tạo cho cán bộ địa phương phục vụ việc tư vấn, hướng dẫn áp dụng các mô hình sản xuất tiên tiến, hỗ trợ bà con nhân dân tiếp cận các chính sách về vốn, khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ. Huyện đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp thì rà soát lại trên cơ sở là chúng ta củng cố lại cái nguồn cây giống đạt chất lượng cao. Thứ hai, có những cái loại cây ăn trái hiện hữu của các nhà vườn đang trồng thì chúng ta phải xây dựng thương hiệu và nắm được biết được cái chất lượng. Để đảm bảo chất lượng nữa thì chúng ta phải trồng luôn cái sản phẩm thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi là tiêu chuẩn LoboGAP, và chúng ta chọn ra những sản phẩm phù hợp để chúng ta làm sản phẩm OCOP. Tin rằng với sự quan tâm hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, sự cần cù chịu khó của người nông dân, việc sản xuất cây ăn trái của huyện sẽ ngày càng phát triển và nâng tầm giá trị cao hơn, để trái cây Phong Điền sẽ vươn xa hơn nữa, giúp cho sản xuất nông nghiệp ngày thêm hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng huyện Phong Điền sớm trở thành đô thị sinh thái theo nghị quyết số 07 của Thành ủy Cần Thơ. Thưa quý khán giả, sau hơn 2 năm ngưng trệ, du lịch Việt Nam đã trở lại ấn tượng và gặt hái được các kết quả khả quan. Trong năm nay, tuy ngành công nghiệp không khói được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng kỳ vọng sẽ vươn lên mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch, năm qua, sau khi gỡ bỏ mọi hạn chế đi lại, lượng khách nội địa cả năm đã đạt trên 101 triệu lượt. Lượng khách du lịch quốc tế ước đạt 3 triệu 500 ngàn lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 495 ngàn tỷ đồng. Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm qua là việc toàn ngành du lịch triển khai mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số, hình thành hệ sinh thái thông minh trên cơ sở các nền tảng số cốt lõi như hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch, nền tảng đa dịch vụ du lịch Việt Nam, Vietnam Travel, thẻ Việt, thẻ du lịch thông minh và nhiều sản phẩm công nghệ khác hỗ trợ công tác quản lý và kinh doanh du lịch. Năm nay, ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, với tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng. Tại khu du lịch Núi Cấm của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trong ngày mùng 2 Tết, nhộn nhịp du khách đổ về du xuân, cầu sức khỏe, bình an, tài lộc. Để lên đỉnh Núi Cấm, nơi được xem là nóc nhà miền Tây, có ba lối là đi cáp treo, xe lữ hành hoặc xe ôm của khu du lịch. Giá vé khứ hồi đối với người lớn là 300.000 đồng một vé, trẻ em 200.000 đồng một vé. Vé cáp treo một chiều đi lên của người lớn là 180.000 đồng một vé, trẻ em là 120.000 đồng một vé. Riêng chiều xuống, người lớn là 120.000 đồng một vé, trẻ em là 80.000 đồng một vé. Sau khoảng 15 phút di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh núi, du khách tiếp tục đi bộ đến các địa điểm nổi tiếng trên núi Cấm như tượng Phật Di Lặc, chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh và lòng hồ Thủy Liêm. Tại đây đã có hàng ngàn người tham quan, cúng giếng. Sáng ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết Quý Mão, tàu biển du lịch Silver Spirit đã cập cảng Tiên Sa. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới. Hơn 400 du khách trên tàu từ châu Âu đến thành phố Đà Nẵng được chào đón nồng nhiệt, tặng hoa và quà lưu niệm tại cảng Tiên Sa. Đoàn du khách sẽ dành thời gian tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, bảo tàng Điêu Khắc Chăm. Các du khách chia sẻ rất vui khi tới Đà Nẵng đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Đây là cơ hội để họ biết thêm về truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Thưa quý khán giả, trên vùng đất Cù Lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, một mùa xuân nữa lại đến. Sau những giải pháp khôi phục kinh tế do dịch bệnh COVID-19 gây ra, thì năm nay bà con nơi đây đón một cái Tết sung túc và trọn vẹn hơn bởi đã đạt được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 40 km, Cù Lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt còn nguyên vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất được phù sa bồi đắp giữa dòng sông Hậu. Nhờ tận dụng tốt đất đai mà nhiều vườn cây ăn trái hình thành và phát triển. Từ những vườn cây ăn trái đó, người dân đã kết hợp làm du lịch để mang đến một điểm sáng mới cho Cù Lao. Tân Lộc giờ đây có khoảng 10 khu vườn sinh thái, trái cây, mở cửa làm du lịch như vườn ổi Cô Điệp, vườn chôm chôm Út Trác, vườn sinh thái Tân Lộc. Theo thống kê, lượng khách đến tham quan du lịch trong năm ước khoảng 10.650 lượt, tăng hơn 3.760 lượt so với cùng kỳ. Sau cái phục hồi kinh tế bên đại dịch thì cái điểm tham quan của cô thì cũng được địa phương là ưu tiên giới thiệu khách tới
quảng bá và quảng bá giới thiệu dẫn khách du lịch đó, và cũng hỗ trợ nâng cấp đường lộ thêm nặng cho cái kinh tế bên du lịch nó phục hồi mau. Tân Lộc còn có các sản phẩm ô cốp rất đặc trưng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 12 sản phẩm ô cốp gồm mắm cá tra, khô cá tra một nắng, khô cá tra tẩm ướp gia vị, nước mắm cá linh, nước ép ổi lên men, rượu mận, khô cá hô, nem nướng, chả cá hấp, chả cá tươi, chả cá trứng cút, nhãn y đò. Như năm 2022 thì cái chỉ thị 16 cũng đã qua, thì coi như là kinh tế đã phát triển, thì coi như là cái sản phẩm này thì được bà con cũng tin yêu mà dùng. Xem như là bán so với những cái năm trước thì nó cũng là đỡ lắm, coi như là nó cũng như là theo doanh thu nó đạt như từng phần vậy đó. Trong năm 2022, phường Tân Lộc thực hiện vượt và đạt 12 trên 12 chỉ tiêu lớn về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Những thành quả trong phát triển kinh tế không chỉ làm thay đổi diện mạo ở Cù Lao, mà còn giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nơi đây. Năm qua, tổng số hộ nghèo của địa phương là 139 hộ, cuối năm giảm 40 hộ, đạt tỷ lệ 0,51%. Hộ cận nghèo là 90 hộ, giảm 11 hộ, đạt 0,14%. Bởi vì hồi trước tới giờ mình không có làm được căn nhà như thế này, sau này nhà chính quyền các cấp hỗ trợ cho làm được, thành thử mình mừng mà vui. Mình cũng ráng có căn nhà rồi, tạo đường sống, cuộc sống cho sau này cho nó trôi chảy, cho nó hơi nở nồi và tốt đẹp hơn. Để mà đột phá cái kinh tế phát triển xã hội 23 thì cũng gắn vô cái đề án về cái phát triển du lịch của thành phố đối với phường Tân Lộc, thì cũng là nhằm kêu gọi cũng như là các nhà đầu tư để mà quan tâm đến với cái phường Tân Lộc để mà đầu tư cũng như là để nhằm cái phát triển cái du lịch thực hiện theo đúng cái đề án của thành phố, cũng như là tìm tòi cũng như là phát triển thêm các sản phẩm ô cốp cũng như để nhằm để thu hút khách du lịch đến với Tân Lộc. Tuy không náo nhiệt như các địa phương trên đất liền, nhưng không khí vui xuân đón Tết cổ truyền ở Tân Lộc không kém vui tươi và ý nghĩa. Bởi bà con nơi đây có một mùa ăn nên làm ra. Từ ngày 30 đến mùng 2 Tết, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã thực hiện khoảng 80 chuyến bay phục vụ vận chuyển gần 4.000 lượt hành khách trong và ngoài nước đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán. Tính chung từ đầu năm đến nay, Cảng đã thực hiện gần 500 chuyến bay đến và đi phục vụ gần 80.000 lượt hành khách. Hiện nay đơn vị đã khai thác trở lại đầy đủ các đường bay trong nước và hai đường bay quốc tế đến Đài Loan, Hàn Quốc. Các mặt công tác an ninh an toàn hàng không được thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt không xảy ra tình trạng trễ hoặc hủy chuyến bay. Theo Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ, trong ngày mùng 2 Tết, toàn thành phố không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người. Như vậy, liên tiếp trong 3 ngày cao điểm Tết tính từ 30 Tết đến ngày mùng 2, không xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chết người, cũng không xảy ra ùn tắc giao thông, chỉ có một số vụ gia quẹt xảy ra. Cũng trong 3 ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông được huy động 100% để làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông, bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội xuân, kết hợp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe vi phạm luật. Trong 3 ngày qua đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm luật. Để đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân, nhất là các trường hợp cấp cứu trong dịp Tết, các bệnh viện đều duy trì công tác ứng trực 24 trên 24. Riêng trong 3 ngày qua, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận điều trị gần 200 ca bệnh vào cấp cứu, nhiều nhất là có nồng độ cồn dẫn đến gia quẹt giao thông, còn lại là do đánh nhau gây thương tích. Tết năm nay, số ca ngộ độc thực phẩm và rượu sẽ ra ít hơn và hầu hết các trường hợp này đều là người từ tỉnh ngoài. Năm vừa qua, hoạt động thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục phát triển, trở thành kênh phân phối quan trọng và hấp dẫn người tiêu dùng. Doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam đạt 16,4 tỷ đô la. Trong năm 2023, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế là thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam. Tính đến hết năm 2022, đã có 42 nhà cung cấp đăng ký khai thuế và nộp thuế qua cổng, với tổng số thuế đã nộp hơn 3.444 tỷ đồng, trong đó gần 1.900 tỷ đồng các nhà cung cấp nước ngoài đã khai nộp trực tiếp. Đáng chú ý, có 6 nhà cung cấp nước ngoài lớn Meta, Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam, đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam.
Mỗi năm qua đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Dân những câu mở đầu của bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên đã đi vào tâm thức nhiều người Việt Nam khi nhắc đến một phong tục tốt đẹp được người xưa truyền lại, đó là tục xin chữ đầu năm mới. Xin chữ đầu năm mới là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt Nam, với ước vọng xin được con chữ cầu may mắn, sự nghiệp thăng tiến, sức khỏe dồi dào, gia đạo an vui, mọi điều hanh thông trong năm mới. Phố Ông Đồ trước bảo tàng thành phố Cần Thơ, nhộn nhịp người đến xin chữ đầu năm mới. Tục xin chữ không những mang đến may mắn cho người xin, mà còn cho thấy vẻ đẹp của ông đồ, người cho chữ. Ông đồ giỏi chữ sẽ thể hiện con chữ bằng phong thái tài hoa, thổi hồn vào từng nét cọ như phượng múa rồng bay. Tặng chữ đầu năm cho khách du lịch tham quan nó có một ý nghĩa rất là lớn. Thì trên cái chữ của mình tặng cho khách nó ý nghĩa là chữ tâm, chữ nhẫn, chữ bình an. Mong muốn cho cái người tặng cũng được tâm, nhẫn, bình an, hạnh phúc về gia đình như cái chữ mình viết cho khách tham quan. Từ xa xưa, tục xin chữ đầu năm thể hiện truyền thống trọng chữ nghĩa, trọng tri thức của người Việt Nam. Người đến phố Ông Đồ với tâm thế khác nhau, nhưng có chung ước nguyện xin được con chữ mang đến điều tốt lành, may mắn trong năm mới. Mình xin tử tài lộc, mình mong rằng năm sau thì tất cả mọi người, tất cả gia đình tài lộc đều vào nhà. Đầu năm mình đi xin con chữ là để là mình thứ nhất là để được giống như sức khỏe bình an, hơn nữa là giống như tài lộc vận may đến với gia đình. Thầy đồ nghe tâm tư nguyện vọng của người xin chữ mà cho chữ thích hợp. Mỗi chữ viết ra bằng cả trí, thần, lực của ông đồ, nên ngoài ý nghĩa tốt lành còn là tác phẩm thư pháp. Chữ thường được viết trên giấy nền đỏ. Theo quan niệm xưa, màu đỏ là màu của sự sống, sự tái sinh và biểu hiện của sự may mắn. Xã hội hiện đại, bên cạnh những thầy đồ lớn tuổi, áo the khăn xếp, thì các ông đồ trẻ yêu văn hóa truyền thống đã kế thừa phát huy truyền thống của ông cha. Tục xin chữ đầu năm mới là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp nhất của người Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền. Kính chúc cho mọi người mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tân niên tân phúc tân phú quý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Chúc mừng năm mới! Thưa quý khán giả, 25.000 gốc thạch thảo đã tạo nên một rừng hoa sắc tím, góp thêm màu sắc cho Tết ở Cần Thơ. Chính điều này đã thu hút được sự chú ý của nhiều người đến tham quan chụp ảnh lưu niệm ngày xuân. Rừng hoa thạch thảo tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã khoác lên mình sắc tím mộng mơ, đua nhau khoe sắc cùng muôn vàn loài hoa giữa mùa xuân. Khi hoa thạch thảo đưa về Cần Thơ thì chị chăm sóc như thế nào để cho ra hoa đúng dịp Tết hả chị? Thạch thảo thì em cứ chăm sóc phân bón theo định kỳ. Còn nếu mà muốn cho hoa theo ra đưa hoa đúng dịp Tết thì em phải canh thời gian để em ngắt đèn trước khoảng một tháng. Ủa sao mà chị lại chọn thạch thảo mà không chọn những cái loại hoa khác hả chị? Thạch thảo thì cái màu sắc nó tươi tắn em. Với do lại là cây nó bền cây hơn, ra hoa lâu tàn, với đẹp. Vậy là từ khi thạch thảo ra hoa đến tàn là khoảng bao lâu hả chị? Khoảng hơn 3 tuần. Ủa chị, vườn hoa thạch thảo của mình là phục vụ khách tham quan là suốt cái Tết luôn hay gì chị? Đúng rồi em, chị phục vụ tới khoảng mười mấy Tết đó. Ngoài thạch thảo thì chị còn phục vụ mấy cái hoa hướng dương với hoa hồng. Hướng dương thì chị cho chụp hình miễn phí với một số tiểu cảnh Tết. Chiếc gương xuyên không giữa rừng hoa thạch thảo làm điểm nhấn, cùng với nhiều bối cảnh phong cách nàng thơ du xuân, rất thích hợp cho du khách tham quan thỏa thích tạo dáng. Đây là lần đầu tiên em đến với vườn hoa này, lần đầu tiên em được thấy chính mắt mình thấy được của cái vườn hoa rất là xinh đẹp. Đây là một nơi lý tưởng, cái view thiệt là đẹp để cho tất cả các bạn lại đây chụp hình Tết. Khi đến đây em không nghĩ là cái vườn hoa thạch thảo nó đẹp hay nó hoa nhiều lộng lẫy. Ngoài hoa ra nó còn có cái tấm kính khổng lồ đặc biệt hơn mấy cái quán khác. Khi đến đây em thấy nó cũng lần đầu tiên thấy cũng bất ngờ, nó thấy đẹp cũng lạ, cũng miền Tây mình thì chưa có. Khi Tết đến á, có rất nhiều loại hoa nhưng mà mình thấy có được cái vườn hoa này mình thấy thật là đẹp và cho mọi người đến vui chơi chụp hình.
quý khán giả, tọa lạc tại hẻm 2 khu vực Yên Bình thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, phố Hồng Chảnh trở thành điểm đến thân quen mỗi dịp Tết, nhất là đối với giới trẻ Cần Thơ cũng như các địa phương lân cận. Và chủ nhân của khu phố có cái tên dí dỏm này chính là anh Nguyễn Minh Nhật. Và điều đặc biệt của điểm chụp hình lý tưởng dịp Tết này là lối đi chung của bà con trong xóm. Cứ mỗi độ xuân về, ai cũng đồng lòng để anh Nhật trang hoàng khu phố. Phố Hồng Chảnh ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018 với mục đích làm đẹp khu phố và tạo không khí Tết rộn ràng hơn cho bà con trong khu vực vui xuân, có được những bức hình ấn tượng dịp Tết đăng làm kỷ niệm. Tuy nhiên phấn khởi là xóm nhỏ được nhiều người biết đến rồi ghé lại chụp ảnh. Các tiểu cảnh tại đây được anh Nhật và bà con bày trí đậm chất Tết cổ truyền theo văn hóa phương Nam, đặc biệt là Tết miền Tây. Đây là năm đầu tiên mà em đến phố Hồng Chảnh để chụp hình đó chị. Tại vì quá nổi tiếng là tại vì vừa đẹp, vừa có nhiều cảnh mà vừa có những cái cảnh mà nó truyền thống của Việt Nam á chị. Cho nên nó là chụp áo dài, chụp Tết, chụp xuân rất là hợp. 5 năm em đều có mặt ở tại phố anh Chảnh và ngay vào dịp Tết thì lý do em quay lại đây là hầu như vào dịp Tết nào thì anh Chảnh ấy cũng sẽ mở một cái đường phố anh Chảnh mang rất là nhiều nét, ví dụ như nét Bắc cũng có và nét Nam mình cũng có. Cứ mỗi năm khu phố được trang hoàng theo từng chủ đề và nguyên liệu. Nếu như năm trước nguyên liệu chủ đạo tại phố Ông Chảnh chính là lá dừa thì năm nay đổi thành tre. Mỗi năm mỗi khác nhưng luôn hiện hữu rõ đặc trưng văn hóa các dân tộc trên mảnh đất chính rồng. Cái chủ đề thường xuyên của phố Ông Chảnh được thực hiện qua các năm đó thì nó sẽ không bỏ lỡ hoặc là không bỏ cái văn hóa là Tết xưa của người miền Tây sông nước, của người miền Nam mình. Thì cái điều đó là cái chính, cái chủ yếu của khu phố, nên là dù làm như thế nào, biến tấu như thế nào vẫn giữ được cái nét văn hóa cũng như là cái nét truyền thống của cái Tết xưa. Cứ một năm khu phố chỉ mở cửa trong vòng vài tháng để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn mùa Tết quê hương, rồi sẽ trả lại lối đi chung cho bà con sinh hoạt thuận tiện hơn. Năm nay là năm thứ 5 khu phố này mở ra và cũng là năm cuối cùng khu phố thực hiện tiểu cảnh Tết bởi địa phương đang thực hiện quy hoạch đô thị. Tuy nhiên niềm vui từ khu phố này sẽ không dừng lại. Cũng là những người tiên phong về những cái hình thức đó là làm những cái cảnh Tết đẹp, xây dựng nên khu phố của mình. Nên là một cái nơi mà có thể các khu phố khác học hỏi mà người ta cũng đã làm theo giống như mình. Đó là cái niềm hân hoan, cái niềm vui vẻ nhất. Vì những gì mình làm, những cái gì mình thực hiện nó được người ta đón nhận và chia sẻ nhân rộng. Phố Ông Chảnh, điểm đến thân thuộc vào dịp Tết của giới trẻ Cần Thơ trong vài năm trở lại đây. Và chắc rằng dù còn hay không còn phố Ông Chảnh, thì khi nhắc đến chốn xuân lưu giữ phần nào hương vị Tết xưa, nhiều bạn trẻ sẽ nhớ đến khu vực yên bình. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.